Chào bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lật mở một chủ đề mà có lẽ là rất nhiều người trong số các bạn đang băn khoăn. Đó là liệu có những điều mà bạn chưa biết hoặc là đang bị hiểu lầm về sang xứ Titan. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp mà bệnh nhân sai lầm nghiêm trọng, chỉ tin vào những lời quảng cáo hoặc tư vấn thiếu chính xác, và bạn không muốn chi ra một khoản tiền lớn lại nhận được kết quả không mong muốn, đúng không? Hãy cùng bác sĩ Cường khám phá sự thật những hiểu lầm về răng xứ Titan mà nhiều người không nói cho bạn biết. Hiểu lầm số 1 về răng xứ Titan là loại răng không thể bị hỏng. Thật là một sai lầm đáng tiếc. Răng xứ Titan có thể bền và chịu lực tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể bị hỏng. Chúng ta thường nghe rằng răng xứ Titan có độ bền tuyệt đối, nhưng mà sự thật nếu không được chăm sóc đúng cách và nếu không được sử dụng đúng thì chúng có thể bị nứt vỡ, mòn trên bề mặt. Và đặc biệt là nếu bạn có thói quen ăn những đồ ăn cứng thì nó có thể dễ bị gãy vỡ. Thứ hai là răng xứ Titan luôn thẩm mỹ như răng thật. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất giữa răng xứ Titan thẩm mỹ giống như răng tự nhiên, nhưng mà thực tế là sau một thời gian sử dụng thì khung kim loại bên trong của răng xứ Titan có thể gây ra hiệu ứng ánh xám ở viền níu. Điều này đặc biệt rõ rệt với những người có níu mỏng hoặc những người có vị trí răng dễ bị lộ, khiến cho chúng ta bị cái cảm giác là không được thẩm mỹ. Hiểu lầm thứ ba đó là không chăm sóc đặc biệt sau khi làm răng xứ Titan. Có nhiều người cho rằng một khi mà đã làm răng xứ Titan thì bạn không cần phải quá lo lắng về việc chăm sóc, nhưng mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Bạn cần phải tuân thủ những nguyên tắc chăm sóc răng miệng hàng ngày và đi kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo cho răng xứ không bị tổn hại. Và điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn giữ cho răng xứ được bền đẹp theo thời gian. Và hiểu lầm thứ tư đó là răng xứ Titan không gây dị ứng. Và tôi đã từng thảo luận với rất nhiều chuyên gia về cái trường hợp dị ứng của răng xứ Titan rồi. Mặc dù nó đây là một loại kim loại được biết đến với chất liệu an toàn và ít gây kích ứng, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp mà bệnh nhân gặp phải vấn đề phản ứng với kim loại. Và nếu bạn có tiền sử dị ứng với các loại kim loại thì hãy thận trọng và tham khảo thêm ý kiến bác sĩ trước khi mà quyết định làm răng xứ Titan nhé. Và nếu bạn đang cân nhắc làm răng xứ Titan hay không, hãy đảm bảo rằng bạn đã được tư vấn kỹ lưỡng và nắm rõ tất cả những thông tin cần thiết. Đừng để những cái hiểu lầm khiến cho bạn cảm thấy thất vọng về kết quả. Hãy đến với cơ sở nha khoa uy tín và lắng nghe những ý kiến từ chuyên gia để đưa ra quyết định đúng đắn nhất nhé. Và tôi tin rằng việc lựa chọn răng xứ Titan là một quyết định lớn, và chúng ta cũng cần trang bị đầy đủ thông tin để không mắc những sai lầm. Răng xứ Titan có nhiều ưu điểm, nhưng mà nếu không hiểu đúng và chăm sóc đúng cách thì bạn có thể gặp phải những vấn đề ngoài ý muốn. Vì vậy, hãy luôn tìm hiểu thật kỹ và đừng ngần ngại đặt câu hỏi bác sĩ Cường về bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe răng miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vào ngày mai thì bác sĩ Cường sẽ tiếp tục với một chủ đề không kém phần thú vị, đó là răng xứ Titan có thật sự kinh tế hay không? Chi phí ẩn sau mà bạn có thể không ngờ tới. Đừng bỏ lỡ video vì nó thật sự là thú vị và có giá trị. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chào.